Ok, chào mừng anh em đã trở lại channel của anh Minh Cừu nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với quả kèo test bộ kỹ năng của con Apu trước khi đến với quả kèo hỏa quyền Ace ngày mai anh em nhá. Đây, để tôi cho anh em xem lại hỏa quyền Ace này. Ý ơi, anh em làm quá còn chưa xem clip review hỏa quyền Ace, nhớ xem lại ngay lập tức nhá. Ok, để không làm mất thời gian của anh em nữa thì chúng ta sẽ đi vào xem quả kèo hôm nay là tôi sẽ gửi đến anh em hai quả kèo, là một là quả kèo của Apu là 10 sao, hai là quả kèo của Hawking anh em nhá. Để chúng ta cùng xem hai quả kèo rị hợm này, những cái gọi là chỉ huy của Kaido Sang đánh đấm nhà vậy. Let's get it. Ok anh em, thì nay tôi sẽ muốn giới thiệu đến cho anh em quả kèo đánh bài online 2023 cực khét này, đổi thưởng các kiểu uy tín luôn anh em nhá. Uy tín luôn, tôi đã test và thành công này. Thì con game này có những tính năng cực kỳ hấp dẫn là bầu cua dân gian, trò chơi mang lại tuổi thơ cho anh em. Đĩa nhá, có quả kèo đĩa này hôm qua là tôi đã test khá nhân phẩm này. Quả kèo tài xỉu, quả kèo 3 cây. Thêm nữa là anh em có cả nổ hũ nhá, bắn cá, các kiểu game hot mini game rất nhiều này, sổ số 3D, poker. Và thêm nữa là sự kiện điểm danh hàng ngày. Ngày 2 là đây. Ui giời, mày điểm danh nhận được 150k luôn anh em này. Cái này có thể chiến mà chúng ta có thể đổi ra được đồ thật nhá, đồ thật anh em này, đổi ra được đồ thật này. Đây, và chia sẻ ngay, nhận ngay 3 cành mỗi ngày. Gift code nhập tài khoản mới là được 20k. Link thì tôi sẽ để ở dưới cái mô tả video này cũng như ghi vào bình luận nhá. Anh em nào hứng thú con game này có thể tải về chiến với tôi anh em nhá. Chiến với tôi này. Thì hình thức nạp con game này cũng rất cực kỳ phong phú. Nạp siêu tốc, thẻ cào, MomoPay, ZaloPay, Viettel, QR Banking, Internet Banking các kiểu là điều anh em ạ. Và quan trọng nhất là cái hình thức cái con game này có thể rút được về tài khoản banh của anh em nhá. Được rồi. Đổi thưởng này, có thể rút được về tài khoản banh của anh em. Hiện tại là tôi đã làm một củ vào rồi. Có thể rút được, đây anh em có thể thêm tài khoản banh của anh em vào, anh em mà liên kết thêm vào nhá. Lịch sử đây, lịch sử đã rút được thành công về rất nhiều lần rồi anh em ạ. Lịch sử đã rút thành công nên là cực kỳ uy tín anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ đi vào làm một tí xỉu tài cho anh em xem cái độ nhân phẩm nhá. Đây. Quả này nó sẽ là cầu nha, đây. Đang theo cầu tài nha. Làm 50k và xỉu nè. 50k và xỉu để xem con kèo nhân phẩm mình nha. Kết thúc. Cái gì? Ui giời, ăn quá dễ chơi nha mày. Quá dễ chơi, thế là đã qua một quả kèo cắp nạp rồi. Thôi. Nhân phẩm chắc đến đây nha. Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu cho anh em con game cực kỳ hay và hấp dẫn này, anh em có thể chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng nha. Nếu mà anh em muốn chơi tôi sẽ để link ở dưới video và bình luận. Ok. Ok anh em, hiện tại là tôi đang trên cụ EU anh em nhá. Đây. Hiện tại là người chơi EXO đã sở hữu con Apu 9 sao, để chúng ta xem bộ kỹ năng của Apu đặc biệt như nào anh em ơi. Thật sự là quá hiếm, đây con này phải nói là quá hiếm anh em nhá. Tôi phải xếp nó vào hàng cực kỳ hiếm luôn. Con tướng sát thương Apu này. Để xem bộ kỹ năng của nó này, có choáng này mà không thể bất động này, xem bộ kỹ năng đã rồi tính tiếp nhá. Team này 6 triệu có cả kit sắt vụn luôn này. À. Kit sắt vụn anh em nhá. Cần mắc kỹ năng SP đến từ kit này. Captain Kit cậu. Được, con này cũng sắp ra mắt này. Thử hỏng là kit mà kết hợp với xanh là gãy rồi anh em ạ. Kit mà lại kết hợp với xanh là đứt xích. Ôi, Carrot này cũng khét đấy nhờ. Kinh đấy, Robin à, lại thì Robin anh em ơi. Chơi full bộ đấu trắng à, khá dị nhá. Không có Haki ấy này. Anh ra Jim B này, ui ông này khét đấy anh em ạ. Ui Franky. Tôi cũng đi xem trận đấu luôn nhá. Let's get it. Đối thủ ông ấy thì là ông này khá mềm thôi. Mà 7 triệu 6 nhá, cũng có Sengoku đấy anh em ạ. Cũng có các kiểu đấy, Thủy Sư Đô Đốc Akanu đấy. Rồi mắc kỹ năng SP này. Đi xem này. Let's get it. Để chúng ta xem con Apu thể hiện như nào nhá. Ok các bạn trẻ, thì đây chính là Apu ở vòng 2 rap Việt anh em ạ. Apu ở vòng 2 rap Việt. Anh em cùng xem bộ kỹ năng của Apu nhá. Apu nhưng mà kit thì kết hợp với xanh là tôi thấy là không ổn đấy anh em ạ. Kit này mà chúng ta cho đi mới xanh là còn đúng cái nịt. Đây đây, chưa một Apu đây. Úi giời ơi, bắn quả theo hàng dọc hai cụ. Ý chìa ơi, được đấy. Cũng là gì đấy, nhảy đấy. Cũng là tư thế là cũng điệu đấy anh em ạ. Cũng ra gì vào này nọ đấy. Nhưng xem công ty nhá. Kit sát vụ như này, thức tỉnh trá quỷ đây. Cho anh em nào chưa biết, đây chính là chiêu thức thức tỉnh trá quỷ của Kit. Captain Kito. Và ngày mai sẽ là Captain Ace. Inochika Keno xanh này, thần tị này. Một vuốt triệu bảy. Akanu đấm này đấm nhau với xanh làm gì có cửa. Kết hợp với vua cắn trộm Apu nữa. Ui dồi ôi anh em ơi, đúng rap Việt chưa? Đúng là quả kéo rap Việt chưa? Chạy thì tôi làm sao được. Trời ơi, quá khét luôn. Một trong những con hàng hiếm nhất châu Âu anh em ạ. Hiếm nhất như châu Âu luôn. Apu cực hiếm luôn. Tí thôi chúng tôi sẽ gửi anh em thêm một kèo hiếm nữa là của kèo Hawking gần mắc kỹ năng SP. Ủa xanh chém khét thế ơi.
Nào tôi đang hóng quả kèo Akane UR VF với cả Ace UR các bạn đi xem. Ace trả thù chó đỏ cái. Rồi bắn triệu 2 này. Đàm Apu cứng phết đấy các bạn. Đàm Apu được phết đấy. Không đùa đâu. Đây nha, xanh nha. Xanh xem nhau với Kid à. Xanh đối đầu với Kid thể hiện Haki Bá Vương xem nào. Review à. Kid tạo hình nhìn ngầu ấy các bạn. Con Kid này sắp ra ở thị trường Việt Nam này này. Sau con Ballet là sẽ đến con Kid này. Sắp rồi đấy. Nhìn ngầu rồi đấy nhưng mà không thể nào chất chiến bằng anh Rai Apu được anh em ạ. Úi à. Apu được không ép lên Kid rồi. Ủa trên một cù giáp dày chứ này. Đây team chính của bạn nhá. Team chính của anh Rai ONK bên đây bên phải này. Triệu rưỡi này. Anh EXO bên tay trái nhá. Team phụ EXO bên tay trái này. 8 triệu thôi thôi xong rồi. Apu bay màu rồi các bạn. Thế là chúng ta chỉ có thể xem được đúng một round của Apu rồi. Một phát ulti của Apu rồi. Ui dồi ôi. Senoku nó tát cho kìa anh em ơi. Senoku tát sợ thế. Quá khét đấy. Thủy sư đồ đốc Senoku này. Thủy sư đốc hạm đội Senoku. Để chúng ta cùng xem hai team chính vả nhau. Để xem anh Rai Jinbe nó lắm, tôi chưa xem anh Rai Jinbe các bạn. Anh Rai Jinbe và đại tỷ Robin. Thì đâu đó hôm qua là review skill của Ace Hỏa Quyền lại có phản kích. Nhưng mà không phải là phản kích ulti nhưng mà lại là loại một ulti khác nhá. Là một phản kích cũng là một loại phản kích nhưng mà phản kích theo kiểu là một loại khác. Để chúng ta cùng test xem là xem Ace nó phản kích kiểu gì. Nó vừa có phản đòn bằng đòn đánh thường, nó vừa có phản kích ở trong ulti. Mà nó lại là một phản kích ulti khác với Robin. Robin là phản kích bằng ulti, còn Ace là phản kích theo một loại khác. Để xem cái con nào lợi hại hơn anh em nhá. Thì anh em đã biết rồi đấy, Robin phản kích theo ulti là nó đã nằm trong thứ meta rồi. Những cái con ulti liên tục ấy và có hồi sinh thì chắc chắn là nằm trong meta. Đấy, nhìn chưa, vừa nói phản kích xong. Úi giời ơi, phản kích 8 triệu 3 anh em ơi. Vừa mới nói chứ rất mồm, ở đây là con bò sữa Chopper, một trong những con tanh. À con búp nhưng mà lại là tanh trâu nhất thời điểm hiện tại. Nó cắn nắc rammer bone của nó vào là một trong những con búp nhưng mà lại trâu nhất thì hiện tại luôn anh em ạ. 5 củ rưỡi này. Đó là một trong những con thuộc hệ bò sữa trâu nhất thì hiện tại luôn. Bò vắt ra sữa luôn. Ôi dồi ôi, bên đội bạn chém mít rồi. Không còn tí cửa luôn anh em ạ. Đây thì Robin phản kích ngay đầu 1. Đây, bò đầu 2 đây, ulti đây. Đây là ulti của đại tỷ nhá. 8 quả này. Rồi anh trai Jinbe xử đẹp rồi. Praipa trụ 9, 3 lần ulti không. Nếu mà sau này anh em lấy anh trai Jinbe ở trong Việt Nam thì anh em sẽ sở hữu 3 lần ulti. Có cơ hội cao sở hữu 3 lần ulti. Úi giời ơi, xanh chết luôn ạ, hồi sinh xong chết luôn. Cái gì vậy? Anh trai Jinbe ơi. Kẻ đốt làm phát ulti nào. Kẻ đốt làm phát ulti xử đẹp qua Nozo Marco nào. Một giật. À cà rốt, ôi cà rốt này vừa. Ôi giời ơi, xanh ơi, ông nào khinh xanh về cái để làm mình lạnh quá. Ông nào khinh xanh thần tị của tôi về cái. Để đây lạnh quá rồi. Xác vẫn nguyên đây này. Ông nào bế về hộ cái rồi. Ok, quả kèo này là đứt rồi, đứt xích rồi các bạn. Chúng ta cùng đến với quả kèo Hawking nhá. Let's get. Ok anh em, đây chính là Hawking của người chơi WeWick. Thắng hẳn VIP 15 ông Potoras. Để xem nào, xem thắng kiểu gì nào. 7.700.000 này, sở hữu đại tỷ Robin. Ngân mắc kỹ năng SP, ép Haki cực chuẩn luôn. Nào. 25944 không có gì là sai cả. Xanh thần tị cũng ép Haki tương đối chuẩn. 26848. Tiếp theo là Yang Lê thì cũng ép Haki. Không rồi, anh Dũng này là tương đối thôi. Cũng có tí speed lại ơi, ông này build này không đến nỗi tồi đâu anh em ạ. Không đến nỗi tồi nữa nhá, Luffy Gear 4 này thân thể lại ui máu này. Ôi chơi full HP không có tốc. Có tí ti tốc rồi cũng được. Không nên nỗi quá tồi anh em ạ. Không nên nỗi quá tồi, cái là với con Marco này cũng tạm được. Một full một kháng bạo luôn đấy. Ui căng nhờ. Đây người chơi Hawking của chúng ta đây. Ui giời ơi, Hawking cực hiếm anh em ơi. 4244 gần mắc kỹ năng SP này. Ok, let's get it này. Ui căng nhờ, hàng hiếm đấy. 28461 à. Đổi bài nhá. Hawking chiều cực dài nội tại đổi bài anh em ạ. Đổi bài chơi gian lận này. Đây. Đổi bài nội tại cực dài luôn.
Thiệt thế nhỉ, Hawking để build chính luôn. Ui Hawking sấy quá. Ui cổ vật 5 sao luôn. Tại thì Robin cũng chỉ được rồi. Căng nhà Hawking là chơi chính luôn đấy anh em ạ. 1 triệu mấy? 1 triệu 6, 8 nữa. Ui Hawking build chính luôn à. Kinh nhỏ này dị đấy anh em ạ. Lần đầu tiên tôi gặp luôn. Bắt tôi sẽ cùng vào xem này. Let's get it. Ok anh em, đây chính là tạo hình của Hawking nha. Thì trước đó cũng đã gửi cho anh em xem clip của Hawking rồi, nhưng mà nó chưa phải là một con tướng được build chính như thế này anh em ạ. Một trong những con hàng cực kỳ độc này. Thiếu đúng hai điểm kỹ năng SP là mắc kỹ năng SP này. Build sát thương chính của cái team này luôn. Build sát thương chính của cả team luôn anh em nhá. Là vẫn chưa được xem chiêu 1 của ông Wewick này. Vẫn chưa được xem chiêu 1 Hawking. Đây chưa là chiêu 1 Hawking. Triệu hồi một con người dơm và đang ở trong trạng thái rút bài anh em ạ. Ui, Hawking đứng trước mặt của Yang Eli luôn. Khét ấy. Nhìn chung là cũng khét ấy anh em ạ. Nhìn chung là cũng ra rì và này nọ đấy. Imacat 8 triệu 8 này. Để xem Hawking là ulti như nào này. Hai thủ lĩnh, một trong những gọi là chỉ huy cấp cao của Kaido Sàng này. 4 triệu 3 này. Ui rồi 5 triệu 7. Ui nét nhầy. Ui Marco chết rồi à? Cái gì đấy? Ê ui Marco đứt anh em ạ. Ui Hawking ulti hai cái Marco đứt luôn. Khiếp thế nhỉ. Ui ông VIP 15 bên tay phải hơn được chiến nhá. Ông VIP 14 bên tay trái này. Ui Hawking nó dã ra 2 phát Marco chết luôn anh em ạ. Hình như Marco với mới ăn chặn nổi máu không. Ui mình không chú ý anh em ơi. Ui nó dã ra 2 cái ulti chết luôn. Khiếp thế nhỉ. Ui giời phản kích ulti lại tỉ này. Phản kích ulti này. Ui giời ơi dẹo luôn tim kìa. Đấy là lý do vì sao con đại tỷ Robin nó khỏe anh em ạ. Ui 2 triệu 1 này cũng căng đấy nhờ. Hawking nó còn hỗ trợ cho team nữa. Xanh thần tị này. Bao nhiêu? 5 cổ thì có lên kích không? Không có lên kích đến được xanh. Quá đen cho ông chú. Đâu, phải xem Yang Eli ulti Hawking nào. 7 cổ là Hawking có bị sao không? Ăn trận máu rồi. Rồi lại phản kích ulti cái gì đấy? Cái gì đấy đại tỷ ơi? Rồi ôi Yang Eli bên kia ulti không bằng đại tỷ phản kích. Đây là đại tỷ bên đội VIP 15 ulti nhá, được 3 triệu 1 thôi. Đấy là lý do vì sao cái counter attack rất nguy hiểm khi gặp đại tỷ Robin anh em ạ. Nếu mà chúng ta đi ăn mà counter vào đại tỷ Robin mà nó lại phản ngược lại ulti thì đúng là tù. Đúng là tù, thế nên là những con ba lét tộ. Những con phản những cái con mà có phản đòn ấy. Phản đòn đánh thường ấy thì tôi lại không đánh giá cao. Khi gặp đại tỷ Robin là phải nói là rất nguy hiểm anh em ạ. Đại tỷ Robin chúng ta chỉ cần chạm một người nó thôi là nó có cơ hội phản kích ulti rồi. Thế mới khốn nạn chứ. Thế mới đau diều anh em ạ. Ok, Hawking cũng tèo. Nhìn chung là cũng lỏ thôi anh em ạ. Build full cho Hawking như này mà chỉ chịu được tí ti anh em mình thôi. Yang Eli vẫn cứ là chân ái. Yang Eli chúng ta vẫn cứ là chân ái anh em nhá. Nhiều anh em bảo là anh ơi em skip Yang Eli để đợi lấy Zoro Onigashima được không? Không nhá. Không bao giờ có chuyện đấy. Kiểu gì chúng ta cũng phải lấy được con Yang Eli. Kiểu gì thì kiểu nhá. Nhịn con nào nhịn đi, nhịn con Yang Eli là chết. Ông nào mà bỏ skip con Yang Eli là tím nhá. Biết là người thành công thì có lối đi riêng rồi, nhưng mà anh em phải biết là tất cả người thành công người ta đều phải học. Chắc chắn không ông nào học mà lại không thành công cả. Không ông nào không học mà lại thành công cả. Cũng như là không ông nào lấy con Yang Eli mà lại ngon cả. Nó cũng giống như thế thôi. Nhanh gọn. Siêu của các bố siêu tướng. Giữ meta lâu nhất thế giới luôn. Chưa có một con nào giữ meta lâu như con tướng Yang Eli này. Riêng xét về khoản tướng sát thương không thôi nhá. Khoản tướng sát thương không là hiện tại là chưa con nào giữ meta lâu như con Yang Eli này. Rồi tướng con tướng tanh thì chưa con nào. Úi dồi ôi 10 triệu 1 đến đây thì chưa con nào giữ meta lâu như con Luffy Gear 4. Xét về tanh không luôn. Xem là Hawking thể hiện nào. 2 triệu bạc, 14 triệu thuật xích, đại tỷ 41 triệu năm rào này. Yang Eli vẫn 35 triệu này, khẹt thuê anh em ạ. Quá nét luôn, kinh thật sự ấy. Ok anh em, clip của tôi xin phép kết thúc tại đây nhá. Hẹn gặp lại anh em vào quả kèo Ace Hỏa Quyền ngày mai nhá. Bye bye, chào tạm biệt anh em. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ bên gia đình người thân. Goodbye.